Vợ chồng Lan xin chào cô chú anh chị ha. Thì bữa nay hai chồng Lan đi qua đây giăng câu hả nha. Thì bữa nay thì Lan không có cắm câu nữa, nhưng mà Lan sẽ đi giăng ha. Thì có ông anh đi dịch, ổng cho Lan mượn một cái gắp câu nè. Này là trùng hả nha, gắp câu câu giăng ha. Thì bữa nay Lan gắp này là như chắc cỡ 100 lữ á. Thì bữa nay nên không có cắm hay nha, và nên sẽ giăng giăng thì cũng theo cái đường kinh cống cũ á, bà xã nè. Trời ơi, thì nên có qua bên nhà ông anh nè. Ông anh có thả trâu ở bên bển á nha, thì nhà ảnh ở đây nè. Thì nên qua ảnh cho nên mượn chiếc giỏ nè, giỏ dưới kìa ảnh cho nên mượn. Rồi xong rồi cái bắt đầu hai chồng nên qua đây giăng câu ha. Bữa nay mình nên sẽ làm thử thách mới dần chứ không có cắm hay nha. Có chiếc giỏ của ảnh đó, ảnh cho nên mượn chiếc giỏ đó. Anh kêu chừng nào có dân câu dân lưới gì thì qua lấy chiếc giỏ nè, dân anh cho mượn. Xong xuống vậy nè, vậy anh cắm cái sắt không à? Mưa lầm găm rồi nha, nên nên văng cái đường kinh này nữa nha. Tại nên không có bên đây, có bên đây cái này nên dẹt dẹt lục bình, cái thả câu chai ha, dạng đường á, để mình dặn câu trong lục bình thì nó ngon hơn là dặn ngoài này. Nhưng mà giờ này chiều cũng nên cũng không có bên này, cũng không nên cũng không có rảnh á, cho nên giờ nên thả từ cái góc lục bình này, cái nên thả cái dài ra ngoài đó thôi nha, thả cặp sát mé nè. Thôi giờ để hai chồng mình sẽ xuống bơi thả hay nha. Ơi, nên đi xuống cũng không mấy gì quen qua nước rồi. Đâu? Để thao cho anh đi. Chồng lên xin chào cả nhà ha. Thì giờ hai chồng lên sẽ đi thăm câu hết nha. Ăn dính cái gì vậy? Chào cái vậy? Khó khó quá cái này. Thì bà xã lên sẽ thăm. Thì tới đâu thì nên sẽ quay từ đó ha. Quay nên móc mò từ từ nghe chưa? Một cái sáng luôn, chắc vậy luôn. Cá nhỏ nhiều một con cá thôi mà hết trơn đường câu cấm gì không có, từ từ vậy cái loại lưỡi này nó nhỏ nha, lưỡi với chim cút á, lưỡi lưỡi chim cút như gì á, kêu bằng lưỡi ấy nên nó lưỡi nó nhỏ như vậy nè nha. Đó, lưỡi nó vậy đó, từ từ vậy móc mồi cũng khó mà máy nữa. tông bay nó cứ kiếm nhiều quá. Để móc mồi chừng nào có dính này nên sẽ quay cho cả nhà xem ha. Cái gì vậy? Cá chốt ngon sức ngon. Nó khó lắm cả nhà, giờ mà vừa lự nó nhỏ mà vừa móc mồi mà vừa vừa quay về chia sẻ cho cả nhà xem, nó hơi cực. Gì đâu còn cái gồm nữa rửa tay anh chịu cái lại nè.
xã nên kéo cái đi từ từ tới cái vừa thăm cái rồi dính con cá chốt nữa. Chị dính con cá chốt nè. Mà ở khách chân bộ mình. Vừa móc mồi vừa ấy nó hơi cực cái nha. Nên kẹp cái máy vô trong cái đùi nè, cho nên nó cũng khó nữa, có gì thì cái nhà thông cảm ha. Lưỡi nhỏ móc nó lâu thấy ghê luôn á. À, móc không được luôn, tức. Không phải dân chuyên nghiệp. Ô, đằng kia mình có nước. Ô, chốt hai chốt luôn. Hai cái chốt hả? Chốt cái đèn đó luôn. À. Đó. Cái chốt hả? Cẩn thận đó. Này phải trùng bự bự giống như dưới anh Thanh vậy á. Dưới Tiền Giang á cái nhà. Dưới Tiền Giang á. Có trùng con hổ con nào con nấy bự cho bá. Ra chèn đắng dính con cá chốt nữa kìa. Móc đi. Dính cái chốt. Dưới Tiền Giang trùng hổ con nào con nấy bành bành không mà nha. Ôi, cái chốt này lợn hơi nữa, chắc mấy dân mét rồi. Ê, chỗ này có sảy hay gì mà xe dây cốc dây gì à? Ai biết, hai đứa nó nãy giờ nè, nó chốt à. Khoan, gịch dây lại, cương dây lại móc mồi. Không chịu móc vậy? Rồi. Nó lâu quá rồi. Đây, thấy. Đặng con cái chốt nó kia nha. Tốt gì có một con nữa. Ồ, được, được. Cái chốt không. Cái lưỡi nhỏ là anh nghi mà. Anh nghi anh dính cái chốt. Mà. Mình dân câu cái chốt. Này dân câu cái chốt ở nhà chứ không phải dân câu cái chê cái này kia rồi. Phải cái chê cái lóc rồi. Vì mà cái chốt nhiều vậy mà văng lưới ít dính ha. Ồ biết ý rồi, mai mốt có sao có văng đường thẳng nè, khỏi văng qua văng lại. Cái qua văng lại nó cực lắm. Ừ, với nó đùng lưới quá trời đùng lưới. Chưa, căng thẳng rồi. Nó văng, mình văng đường thẳng nè cái nhà, mà văng sát mé là cái chốt dính im luôn. Bao ăn luôn. Cá chốt. Đang. Cá chốt bự bự không ha. Này dằn câu cá chốt cả nhà chứ không phải dằn câu cái lóc cái chè à. Nên thấy dính tàn là cá chốt không. Móc nên móc mồi muốn xỉn luôn. Nãy giờ không thấy con cá chè cái lóc nữa chứ. Thật thấy cá chốt luôn. Câu cá chốt mà. Mày câu cá chốt hả? Rồi chín gùa. Bởi vì dính cá chốt không à. Kì con. Sao hả? Tới nói đi. Dính cái chè nghe nha. Nãy giờ mới dính cái chè nè. Dở nè. Nè em dở. Nếm lại dở cái thảy quá thao luôn. Ở đầu cao vậy trời, để xuống, để xuống cho nó nằm im. Chính cô ngồi cái chè mà. À nè, cái chè bành cây dương ha. Chè ngon ha, uống nồi. Để mình gỡ. Lưỡi này dính thì cũng khó xảy lắm nè, tuy nó nhỏ thiệt. Nhưng mà dính nó cũng không có khó xảy lắm nha. Một hồi sức hết trời, ngoan cá xuống sông hết quá. Mấy bỏ con cá chè xuống xuồng đi. Ừ. Để nó quạo một hơi là chốt gì nó xuống đất. Thảy nó xuống đó cho chắc cú. Có không? Mất con cái chốt. Cái chốt nữa. Nó ngồi cũng xỉn luôn. Cái chốt ngon quá. Phải cái lưỡi bự chút móc cũng dễ. Còn cái lưỡi nhỏ.
Đây. Cái này chắc có dướng gì à? Dướng cây chứ, chừng dướng cây. Căng dây rồi, cương dây rồi. Cương dây mà không thấy nó băng băng gì đắng chứ. Chiều. Động động hoài nó cũng mít đấy. Em vô khuy bén. Cái gì? Hai em chốt. Chốt hả? Ờ, hai em chốt lực luôn. Đứa này còn mau. Còn mồi. Hết mồi rồi bà ơi. Còn có chút xíu à. Không móc nhiều quá nên. Đứa này cũng có móc nhiều, mồi nhiều được đâu. Ừ, một con chốt. Đứa có chút xíu mà móc được chút xíu mồi à. Cái gì? Có phi cái gì? Cái gì được có con cá chê mà. Lưỡi này dính cái chốt rồi, lưỡi này cốc cái chốt rồi, khỏi sai bao sảy luôn nè. Cá nào cũng bao sảy chứ, cái chê còn không sảy đâu. Cái chốt, trời, cái lồng trong rồi bậy bậy. Lồng trong nhỏ nhỏ mà. Cái gì vậy? Lục bình. Bình thúi. Nãy giờ hai chồng mình thăm câu xong rồi nha, dính được nhiều nè, dính được cũng được mớ ha. Có một con cá chê đó. Ờ, mớ với một con cá chê nữa nha, cá chê nên bỏ vô trong phân xuồng này, sợ bỏ vô thao nó quậy á. Dính cái chốt thì thôi gì, cái chốt còn bành bành gì không nè. Được mớ, có phi, cái chốt, đủ thứ với con cá chê ha. Đây, đợi chút xíu nữa có đi thăm nên sẽ quay tiếp nha. Chắc hai chồng nên tính ở chút xíu nữa cái cuốn xong về luôn đó nha. À. Giờ chồng nên xin chào cô chú anh chị ngày mới ha. Thì sáng hai chồng nên sẽ đi cuốn câu văn hôm qua nên văn ha. Thì tối nó dính được mớ cái nha, dính cũng im, đa số dính cái chốt mà. Có phi, có rô nhiều. Cái chê thì dính được có con cá chê rồi cả nhà. Tối như dính được con cá chê phải không? Con hai con gì đó. Nhưng con một à. Còn nhiều dính cái chốt nè. Rồi cá phi. Mấy ông nói chở phân. Đường nó chợt lắm đó là. Phong cảnh buổi sáng ha. Sáng ông ui ui cũng mưa lầm gầm rồi nha. Chậm lên đi lại bê lên đằng cái cây đó nha, cây đó nên thăm câu dài vô lục bình. Em gỡ cá anh móc vô. Ừ, rồi sao quay? Bởi vì không có cái cây ba chân. Ừ. Nên biết có quay được cái nhà của cái nhà xem không nè. Thì nếu mà quay không được thì tối ý gì coi cái gì thì chừng nào nên làm xong nên sẽ tổng kết nha. Chứ giờ để ấy xong cái nên sẽ cuốn luôn á cả nhà, cho nên chắc cũng hơi khó. Cái gì? Được còn cá chăn bầu nha. Ồ, cá chăn bầu cũng ăn nè, ăn trụng á. Cái lưỡi này thấy nhỏ gì mà móc là im á. Bao ăn mà. Ờ. Không bao sảy mà. Một em. Lữ này móc mồi cực quá, dí lâu quá cái nha. Phải có mồi gì mà dễ móc mà mau mau văng im. Cái lữ nó có chút xíu xíu à. Với phần nó khó móc mồi cực. Hôm qua mình móc mồi cũng công xuyên sống luôn. Móc không quen á.
lựa nhỏ mà không quen. Nó dính con gì à? Có thấy con gì trên trời. Trước vớt luôn hả? Nó nằm tới bên bờ bên đây. Không biết mà không. Giờ thì bà xã anh đang chuẩn bị kho cá ăn cơm hết cả nhà. Giờ này có tiếng trưa chưa đó. Sáng tối thì nên văng câu văng á. Sáng thì dính ít hơn là tối cả nhà. Nên văng câu viền á. Thì tối sáng cứ sáng này dính ít hơn cứ tối, tối dính đêm, tối dính nhiều. Thì nên cũng rồi lại một mớ cá chốt ha. Còn cái chê với cái này kia rồi đó. Có một số cá phi á, một số cá phi thì nên để lại mình để lại nên để dành đặt ếch ha cả nhà. Còn còn cái chốt thì hai chồng anh sẽ kho ăn ha. À, rồi bà xã lên kho. Nay chấm gì em? Dạ. Luộc cà gió. Cà gió hay đậu bắp? Cà gió thì cà gió ăn tốt hơn. Đậu bắp bữa hổm mấy ông anh đổ vớn đem vô cho nên một mớ nữa kìa. Giờ kho cái chấm cà gió ăn hết nha. Đây, nên còn mấy trái cà gió ăn cho hết luôn. Để nó hư. Ngon hả? Ừ, cái chốt ngon, nhìn ngon. Bữa dính cầu cái chốt cũng bự bự không mà cả nhà. Hả? Không á. Em muốn văng. Dặn à. Chốt kho là chấm cái gió ăn là ngon hết biết luôn nè cả nhà. Chốt trứng không. Rồi, thôi bây giờ để cho bà xã lên kho đi. Khi nào chín cái bắt đầu cái nên mời cả nhà dùng cơm với vợ chồng lên ha. Cái nhà dùng cơm với chồng anh ha. Thì cá thì xã nó nãy giờ kho xong nè. À, ngon cả nhà, ớt cay rồi ha. Thì chấm với cà gió ăn ha nha. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi, nên mời cả nhà dùng cơm. Kho chấm cà gió ăn cũng mềm. Cà gió tốt. Cà gió ăn bổ mắt. Thôi. Thank you.
cũng đỡ ha. Đỡ mình sống. Nên cũng xin tạm dừng video đó ha nha. Vì nên cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều ha, đã luôn đồng hành và theo dõi vợ chồng nên ha. Thì vợ chồng nên cảm ơn cả nhà nhiều. Thì nên cũng xin hẹn cả nhà lại video sau nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Bye bye cả nhà.